来。啊！Hello. Anh em hả? Hôm nay là lễ đó. Sách đích lên và đi thôi. Lên. Sẵn sàng. Hoài linh, giới linh, vũ linh, quyền linh, nói chung là linh tinh. Kiểu hồi các thánh mưa, trung quân idol, sơn tùng em chi di. Cầu cho các loại mưa, dấu mưa, gọi mưa, vết mưa, chiếc ô ngăn đôi. Bà cái gì con chiếc ô ngăn đôi thì nó nằm ở trong cái lít cao kê này. Mày tào lao á, lại mưa trên phố quê, mưa trên bụi mưa bộ mây, nhớ mưa bụi mà. Mưa bụi cầu cho những thằng có gấu bị trời mưa không đi đâu. Thành công rồi đó mày ơi, thành công rồi. Ủa mà tao thấy sao mưa có chỗ này, chỗ khác nó không có mưa. Vậy sao giờ? Sao sao ai biết sao? Trời ơi, con nhỏ này hồi nãy mới thấy đăng hình đi Thái xong, giờ nó qua bên Singapore luôn rồi. Thấy ghét thiệt chứ. Anh, sao tới ngày lễ rồi, mình được nghỉ lễ 3-4 ngày lận, mình đi du lịch đi anh. À, em tính đi du lịch đó hả? Ừ, thì đúng rồi, lễ mà mình phải đi đâu đó đúng không? Em suy nghĩ anh thích đi đâu? À, rồi mình Thái Lan đi anh. Đi, mình nó vui lắm đó. Thái Lan hả em? Trời ơi, hôm qua mới coi tin thời sự nè, Thái Lan nó đang bị dịch bệnh than. Nguy hiểm lắm em. Ghê quá vậy. Bị bệnh than rồi mình bay ra Hà Nội đi anh. Đi, Hà Nội bây giờ em thấy mùa thu lãng mạn lắm anh. Mùa thu đẹp đó nhưng mà lá rơi nhiều lắm em. Mà em biết tính anh rồi đó, một chiếc lá rơi cũng làm anh bực bội nữa. Bực bội vậy mình lội qua Sapa đi anh, nhức mẻ lắm. Sao em không đi cái chỗ nào mà em đi Sapa, nghe cái tên nó chia ly quá, Sapa, Sa Má đồ á, nghe nó muốn một côi luôn. Anh không thích mấy cái chỗ mà xa xa vậy em hiểu không? Mình phải ở bên nhau, mình không được xa, hiểu không? Thôi đừng có giận nha anh, mình không đi mấy chỗ xa xa nữa vậy mình xa xuống Đà Lạt đi anh. Xa xuống Đà Lạt hả? Trời ơi, Đà Lạt rừng cây cối âm u, không khí nó ngột ngạt lắm em. Thôi, ông thích đâu, Đà Lạt ma lắm. Đà Lạt mà ngột ngạt hả anh? Ghê lắm. Trời ơi. Mình dạt về Vũng Tàu đi anh, đi. Vũng Tàu mát mẻ, mình tắm biển, đã lắm anh. Ừ, mùa lễ nè em, mùa đúng lễ rồi. Đúng rồi. Ừ, ai cũng nói đó, mùa lễ Vũng Tàu đồ nó bào ghê lắm em. Bào, chém ghê lắm, khách đồ vô quán nó bào, nó không còn một cắt trong túi nữa. Bào. Ừ, nguy hiểm. Trời ơi, vậy đi đâu cũng không được, vậy anh muốn đi đâu? À, thôi thương mà đi chứ, nhưng mà để anh tính. À, mình phải đi chỗ nào mà nó mình hòa mình với thiên nhiên, hiểu không? Em biết bài đưa nhau đi trốn không? Đó, đi trốn thì cuộc đời không bị thốn, hiểu không? Mình phải đi chỗ nào mà có cảnh vật nè, có cây cối nè, hoa lá hè nè, nó những cái view nó phong phú, giống như là ở sở thú vậy đó. Cái gì? Đi sở thú. Nghĩ lễ 3-4 ngày mà anh vô sở thú làm gì ông trọng? Không, để anh giải thích cho nè. Lễ đúng không? Người dân ở Sài Gòn người ta đi tỉnh ta chơi hết rồi. Bây giờ mình đi tỉnh nào nó cũng đông đúc hết đó. Mà sở thú là chắc chắn nó vắng què. Cho nên là mình tới đó, mình xem thú rồi, mình có những cái không gian riêng, chỉ có hai đứa mình thôi, em hiểu không? Mình nhắm, mình nhìn con này, con kia, con nọ không? Em mà nhìn càng nhiều con là em sẽ càng thấy anh đẹp. Có cái đem so sánh, hiểu không? Ừ, rồi về cái tình yêu mình nó sẽ thăng hoa hơn. À, em nghe cũng thích thú. Thích. Khi nào mình đi anh? Đi liền nè em. Ôi, đi liền hả? Hết quá vậy trời, hơn một cưng của em quá. Em đi xả đồ nha. Nhìn con báo mặt đúng láo luôn trời. Chết tiệt. Trời
bà Hổ. Bà Hổ nhìn mặt đúng khổ luôn. Trời, mấy khỉ đi. Mấy khỉ mặt nhăn như bị trĩ. Cười đi chứ. Ủa mà đâu phải mùa sinh sản đâu mà mấy động vật có vú này nhìn nó mặt cây cú vậy ta. Ê, giống giống nè. Chán gì mà nó chán dữ thần vậy trời. Lễ rồi. Không được, phải lên mạng than thôi. Phải viết status than đi kiếm gấu mới được. Buồn quá, hịt hịt, muốn tìm gấu đi chơi. Cái gì vậy? Ồ, dịch vụ cho thuê người yêu. Dạ alo ạ. Dạ có, cho hỏi có phải đây là dịch vụ cho thuê người yêu không ạ? À? Dạ, tôi thích số 0059 ạ. À. Dạ, địa chỉ là số nhà của tôi khi mà nhập cái số điện thoại này vô. Dạ, dạ. Nhanh đi. Em chào anh. À, chào em. À, bên em là dịch vụ cho thuê người yêu đó. Em là mã số 059. Em đến đây để tư vấn cho anh một số gói cướp anh em. Gói bên em gồm có gói bạn bè, đi chơi đơn giản mà không tiếp xúc cơ thể. Có gói hẹn hò 1 triệu đồng, nắm tay dạo phố có kèm quà tặng nhẹ. Có gói giả vờ yêu 5 triệu. Tất cả các option ở trên, cộng với muốn trước mặt gia đình. Và gói cuối cùng là gói trăng. Gói trăng thì em sẽ tính theo thời gian. Vậy anh muốn chọn gói nào? Nhận hết. Chọn hết luôn hả? Để khi nào mình có thể bắt đầu được? Ngay bây giờ và luôn bây giờ. Ngay bây giờ? Wow. Da dẻ em có vẻ trắng quá ha. Vâng. Thơm nữa. Ủa mà cái dịch vụ này mình có thể mình ôm thử được không em? Dạ được chứ. Anh thử anh ôm thôi, anh thử thôi nha. Đó. Tại vì anh thử cái độ cao của em và anh để coi nó hợp nha không ạ. Vâng, mà anh cứ thoải mái. Ừ. Giờ mà để lên vai nè, là dựa vô nè. Rồi. Mình hôn được không em? Được chứ, cứ thoải mái ạ. Hôn được luôn? Vâng. Ok, đúng rồi. Ủa em tính gì vậy? Em tính phí đó anh. Phí gì vậy? Phí nãy giờ anh đụng em đó. Hơn 3 triệu mấy rồi. Đụng em mà hết 3 triệu mấy á. Nói với em điều này. Sáng giờ anh chở em đi ăn uống, đi chơi hết chỗ, rồi còn mua sắm cho em nữa. Anh thấy hơi mệt. Không mấy vô nhà anh nghỉ một tí đi ha, rồi chiều anh em mình đi tiếp ha. Cái này nhà anh đó hả? Ừ. Nhà anh gì mà khách sạn 1 giờ 50k rồi qua đêm 200k là sao? Chuyện là vậy. Anh coi chỗ này giống như nhà thứ hai của anh vậy đó. Anh ngủ nghỉ đồ ăn uống à. Trong đây là hoài nguyên một năm trời ha. Vô nghỉ ngơi một tí đi. Tắm thôi, rửa cho kỳ quá à. Sợ người ta thấy lắm. Em vô đâu. Đừng có lo. Mình chỉ tắm rửa ngủ nghỉ. Khỏe xong mình đi tiếp nha. Anh ngoài hứa nha là... Ừ. Vô nghỉ xong rồi ra đi chơi nha. Anh hứa yên tâm ha. Cho một phòng VIP đặc biệt đi. Ấy ơi, VIP hay không VIP gì cũng phải xếp hạng mày. Nó nghỉ đi du lịch nữa, tao qua đây tao đổi dấu nữa. Chờ sáng giờ nè. Trời, cái gì mà đông dữ vậy? Lễ mà. Biết tao chờ từ 6 giờ sáng tới giờ không? Thằng râu kia. Tao biết chứ, khu lẹ tao phải xếp hàng nha mày. Chứ mày phải xếp hàng em ơi. Chứ nguyên khu này chỉ có một cái khách sạn này thôi à. Thôi không đi đâu. Đi sáng giờ bực bội chết luôn à. Cái này á là mặt tiền thôi. Em nói nghe nè, đằng sau á một giấy luôn vậy. Mà 1 giờ á nha, 40k thôi. Quay thai mấy bạn biến phí luôn á. Chứ là em có thẻ thành viên nữa nè, được giảm 10% luôn. Đi anh, em còn nhiều show lắm. Đi đi, đi anh, đi, nhanh, đi mà. Còn kèo khác nữa anh ơi. Đi. 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 Đ
các bạn qua đây là nhân dịp ngày lễ. Mà lễ thì tất nhiên là chúng ta phải xét kèo đi ăn ốc. Tại sao lễ phải đi ăn ốc mà không đi ăn sushi hay gì đó? À đúng rồi đó, tại sao mà lễ phải đi ăn ốc? Ăn ốc mới được lễ mấy bạn. Đúng rồi, ăn ốc là phải lễ. Đời, hay quá. Lễ là phải ăn ốc. Ồ, này Bì có gì mới mới nha. Lạ lạ. Đây là bạn gái mới của tao. Ủa vậy sao qua tao thấy mày đang sợ Tết gì tìm dấu đi chơi lễ? Ừ, ta Tết tâm trạng đồ, tìm gấu đồ. À. Cái xa Tết tìm gấu đó là tao đi tìm con gấu bông để tao mua tặng cho bạn gái của tao. Tụi em hiểu không? À. Ủa, vậy đây là bạn gái luôn à? Thì là bạn gái của tao. Ồ. Ừ, này đem một bạn gái ra mắt của mình đi. Trời ơi. Thế như nó mà cũng có bạn gái. Ấy làm gì vậy? Ờ, tính gì vậy? Đây là bệnh nghề nghiệp. Bạn gái tao là cái tán trưởng ở trong một cái công ty lớn về cái vật liệu xây dựng, chuyên đo đếm tất cả các đơn vị vật liệu xây dựng giúp bạn an toàn. Tính khối lượng cát và tính mặt hàng. Đúng rồi, tính như là chị một gọi là tỉ mỉ mà luôn kế tán trưởng. À, mình qua nhà hàng này mà nấu cơm ha. Nó tính từng hạt gạo là chắc là 4.000. Đúng luôn, cái đó là đúng luôn đó. Chính xác luôn nè. An tính, tính. À nè, an tính. Đây chưa. Bạn gái mình hồi nãy là cái đó đó. Ủa mà Linh hôm nay nhìn em lạ vậy Linh? Linh nào vậy anh? Mày lộ, bậy bạ Linh của em chay đây nè. Ơi Linh nào? Không, em bình tĩnh. Trời ơi, không à. Hôm bữa anh với anh Bơm đi coi cải lương á, gặp nghệ sĩ Vũ Linh. Đi Bơm lại gặp nghệ sĩ không à? Nghệ sĩ luôn đúng không anh? À, anh nghệ sĩ luôn em ơi. Quan hệ rất là rộng rãi nha. Nè, anh em mình mà đi đến chỗ nào mà cần thể VIP là ở đây có hết. Member, VIP đồ ha. Ồ, quan biết rộng dữ vậy luôn á hả? Hơi rộng. Vậy ổn định quá rồi. Vậy bây giờ từ giờ đi đâu là chơi bời gì là có em lo hết, anh Bơm lo hết. Ổn định. Hai vợ chồng đi đâu chơi đi, nghe nói đi du lịch gì mà tôi tự nhiên rủ tôi qua đây. Ừ đúng rồi đó, đi chơi chưa? Du lịch rồi. Trời ơi, thế giới đó đây rồi. Thế giới đó đây. Ừ, đi xong hết rồi thì dạ, rồi thế giới đó đây thì bị. À thôi mà mình lễ mà mình gặp nhau thì mới vui với tôi đi du lịch sao gặp mấy bạn được đúng không? Bạn điện thoại đi. Má rồi. Lớn rồi má. Nghe mẹ ơi. À không lễ nhưng mà con có việc con làm thôi, để qua lễ đi con về ăn cơm nha mẹ. Thôi vậy nha. Thôi vậy. Hoài mới còn năm không về, lễ năm ngoái còn về mà năm nay nghỉ sợ hơn bữa sao ngủ hoài đây vẫn vui hơn. Ê, trời bàn cái vụ ăn ốc đúng rồi, hôm nay mới là cái quan trọng. Ok trời, cái gì mà gọi từ sáng tới giờ gọi hoài luôn, em bắt máy giùm anh đi. Trời nữa hả, tính gì nữa vậy? Bệnh nghề nghiệp, bệnh nghề nghiệp. Alo. Dạ. Mày bị tai nạn hả? Ờ mày bị tai nạn. Trời, mẹ bị tai nạn mà cười. Đi về đi. Mẹ bị tai nạn thì đi về đi. Mày khùng hả Bi? Điện thoại của mày là mẹ của mày đó Bi. Trời ơi thằng này. Alo em nghe nè. Thằng mắc dạy, mày đang ở đâu vậy? Sáng giờ điện thoại cho mày sao không được. Bây giờ mày lên thăm mày bị xe đụng đang nằm bệnh viện kìa. Qua liền đi. Anh ơi. Bây giờ dạ em vô liền anh. Mẹ bị cái gì vậy Bí? Mẹ em đi quê đó thăm em mà em không ra rước mẹ em luôn. Mẹ em bị tai nạn. Bây giờ em phải vô bệnh viện. Anh gửi tiền cho em. Tiền này là tiền làm bạn gái của anh em đấy. Có tiền rồi thì đi về nhà đi nha. Em phải đi vô với mẹ. Thôi đi. Có gì bảo tôi biết. Gì nói thôi anh. Bi.
lâu mẹ hả? Ờ, chút xíu nữa con về con ăn cơm với mẹ nha. Ờ, thôi thôi thôi, chút xíu con với bạn gái con sẽ đi mua đồ rồi về cả nhà mình nấu ăn cùng bạn với mẹ. Vậy nha. Sẵn đồ đi, rồi về thăm ba mẹ em trước, xong rồi thăm ba mẹ em luôn. Thôi, thôi mẹ, ba mẹ em trước. Không, trời ơi, phải thăm ba mẹ em trước chứ, ba mẹ em lớn tuổi hơn ba mẹ em mà. Nhưng mà nhà ba mẹ em gần hơn đi. Gần hơn thì gần hơn, nhưng mà ba mẹ em già hơn ba mẹ em là phải thăm ba mẹ em trước, xong rồi thôi, đi. Thôi, ba mẹ em trước. Anh, thôi, bây giờ ba mẹ đứa nào nữa đó thăm, xong, dạ ha. Để mình chéo cặp cho nhau. Vậy đi, ok, rồi, giải tán. Hy vọng video clip này sẽ mang đến cho các bạn những thông điệp thực sự ý nghĩa. Ví dụ như là tiền là trên hết. Bậy bạ không? Cái này nè, an toàn là trên hết. Cái người mới là sai hết rồi á. Gia đình mới là trên hết.